Chào các bạn, hôm nay Kimberly mới mua mai nè. Hôm nay là 23 tháng chạp rồi, bữa nay đưa ông Táo chút xíu nữa Kimberly sẽ nấu đậu đen. Với Kimberly có làm mứt đậu phộng đó, thì để đưa ông Táo. Nhưng mà hôm nay Kimberly mua được mai đẹp nè, chỉ đang khoe với các bạn nha. Cái này chị lựa mai dùm cho Kim nè, đẹp lắm, quá chừng nụ luôn. Cái này là mai mai vàng mình đó. Wow, một bó dài như vậy nè ha. Kim Ly mua ba bó, chút xíu Kim Ly sẽ trưng ở trong cái khạp á, nó mới đẹp. Còn ở đây là đào đào trắng nè. Wow, 5 nhánh đào thôi. Không biết bên Việt Nam đào với mai có mắc không chứ bên này là đắt nha. Mà chị này chỉ quen á, chị có thể chỉ mua được giá rẻ hơn nè. À, cái này hình như 5 nhánh này hai chục đồng là khoảng nhiêu ta, chứ khoảng chừng 500.000 ở Việt Nam á các bạn. Còn bó mai lớn này á, thì một bó chỉ mua cho Kim là 28 đô, tính tiền Việt là nhiêu ta, chắc khoảng chừng 600.000 hả? 600.000 một bó gì nè các bạn. Nói để cho các bạn biết cái giá bên này với Việt Nam như thế nào thôi. Đó, năm nào Kim Ly cũng thích chương trình đó. Đây, cái đào Kim Ly sẽ chưng vô trong cái này nè, cái bình này. Còn cái mai Kim Ly sẽ chưng vô trong cái khạp á. Quang đẹp quá nè, nó chưa có nở. Đời con như cảnh chim xuôi ngược khắp miền bốn bờ, hàng câu trước ngõ nhà ta năm nay. Wow, cũng ở nhà Kim Ly có trồng hai cây mẹ ơi con nhớ, hai cây đào màu hồng mà nó chưa có bông. Xuân tha hương tìm đâu những cây mai vàng, nơi bánh chưng bếp than hồng cho lòng với niềm cô đơn. Mẹ ơi con hứa mùa xuân năm sau con sẽ trở về mừng xuân trên đất mẹ, gia đình mình lại được có mai có đào bánh mứt nè, cái cây. Kimberly sẽ bỏ này vô trong cái khạp. Các bạn thấy Kimberly xài nguyên cái lọ này nè, nguyên cái khạp Kimberly chân bông. À, bây giờ nó có nụ nhưng mà nó chưa có ra nở hoa đâu, tại vì còn cả tuần nữa mới tới Tết á Kimberly. Chân trước đó, cắm vô đây nè, thấy nó nở ra đẹp lắm. Mâm cơm chiều vui Tết đoàn, tới khi nào nó nở thì mình quay cho các bạn xem nha. Đây, bao năm qua cắm nó vô như nè. Mùa xuân như đã xa rồi, đời con như cánh chim trời xuôi ngược gặp miền bốn ba, hàng cao nước vô. Nếu mà mình cho nước ấm vô trong này á, thì nó nở nhanh lắm. À, mà Kim Ly cho nước thường thôi, tại vì còn cả tuần nữa mới tới Tết á. Giờ Kim Ly cho nước thường thôi. Khi nào mình dắt mình cho nó nở bung nhanh thì mình cho nước ấm bật nước ấm á, thì nó mau nở. Đây, Kim Ly
chia ra mấy bình luôn á. Đây là hoa đào, còn đây là mai nè. Mình chia mấy bình này cho chút xíu nữa để chưng ở trước á. Khi nào nó nở hoa Kimberly quay cho các bạn xem nha. Đây, hôm nay là 29 Tết. Đào nè, chưa có nở. Mừng xuân hơi trễ nè, cái đào thì nó nhỏ chưa có nở. Tầng sau nó mới nở. Lại ngủ quả đây. Đó, Kimberly hái sau vườn được mẫn cầu bưởi đu đủ. Thì Kim chân ông bà cúng ông bà chị hai đồng bánh tét rồi mức độ phộng Kim làm khô gà Kim làm đó Kim đi quay chút xíu xe cùng quý vị và các bạn. Nhà Kim chỉ có vậy thôi. Tết ở đây buồn lắm. Năm nay mùa dịch không có gặp được ai hết, không được về thăm gia đình. Hôm mai nó nở nè, đẹp không? Ở bên này chỉ có loại mai này, nên khi mở khi không có thấy mai khác. Có mai này là đã vui lắm rồi. Lại một mùa xuân con thơ. Đây là tắc ngọt. Lại một mùa xuân. Kim Ly mua được tắc ngọt với cây tắc chua. Nơi xứ người nhớ đêm giao thừa quê mẹ ngày xưa. Rộn ràng chiều 30 quê ta. Nhà mình rộn vang muôn câu ca. Có cha có mẹ, có anh có chị. Kim Ly chúc cho quý vị và các bạn năm Tân Sửu vạn sự như ý. Kim Ly chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Bye bye, see you next time.